thấy thì cái ngăn này nó có giá là 300 yên. Và cái chỗ này là đang available, là có thể sử dụng được. Thì mình sẽ mở ra, nhét hành lý vô. Không, bây giờ cái hành lý của mình bự quá, nó không có vừa được cái ngăn này. Không, mình sẽ đưa một cái ngăn khác lớn hơn. Còn chưa phải mất tiền gì hết. Bây giờ chỉ còn cái ngăn này thôi. Mở ra. Cái này nó không vậy. Rồi sau đó mình sẽ đóng cái nắp này lại, rồi gạt cái nút này xuống. Mình sẽ xác nhận là cái ngăn của mình là cái số này, chỉ cần nhấn vô thôi. Và nó hỏi là sẽ trả tiền mặt hay là trả thẻ. Có nút trả thẻ. Nó sẽ hiện cái số tiền trừ tiền và số tiền còn lại trong thẻ của mình và biên lai. Rồi mình có thể yên tâm để hành lý ở đó và đi chơi, để đồ rồi lát nữa sẽ quay lại lấy sau. Sau khi đi chơi chán chê mê mỏi thì bây giờ mình mới quay lại lấy hành lý. Okay. 扉を開錠しました。